Và xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông Media 68 bóng đá phố miền Tây. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Mini 918 quận Tân Bình để cùng nhau đón chờ xem trận đấu giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay giữa các cầu thủ KFC cùng với đó là đối thủ của họ đó là I3 FC. Như vậy thì tiếng còi của trọng tài cũng đã bắt đầu thi đấu đầu tiên. Những đường chuyền ngoan bạc vẫn rất hợp lý. Đường chuyền ra biên dành cho cầu thủ mang áo số 8. Như vậy thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía KFC. Rất nhanh trong những phút đầu tiên của hiệp thi đấu đầu tiên mà thôi thì bàn thắng đã được ghi dành cho công của cầu thủ mang áo số 23 đó là Nghĩa Hoàng. Lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại bàn thắng của cầu thủ mang áo số 23 Nghĩa Hoàng. Xuất phát từ một đường chuyền của cầu thủ mang áo số 8 đó là Nguyễn Huy. Vẫn là những tình huống áp sát rất nhanh của các cầu thủ bên phía KFC. Quả người rất tốt. Lại thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng KFC. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại pha bóng này, liệu cầu thủ nào sẽ ghi bàn trong tình huống bóng này đây. Hưng Lê. Đường chuyền hướng đến vị trí của cầu thủ mang áo số 4 đó là Bia Thắng. Tiếp tục một quả treo bóng vào phía trong, thêm một cú dứt điểm nữa. Vẫn là những tình huống xử lý bóng tốt của cầu thủ mang áo số 21. Cơ hội đã mở ra đường chuyền dành cho cầu thủ mang áo số 4. Như vậy thì đã có bàn thắng tiếp theo. Tỷ số được rút ngắn dành cho các cầu thủ I3 FC. Người vừa ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 4 đó là Bia Thắng. Cầu thủ I3 FC. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại này, bàn thắng của cầu thủ mang áo số 4. Một đường chuyền rất thoáng dành cho Bia Thắng. Nỗ lực đánh đầu phá bóng của các cầu thủ bên phía I3 FC. Vẫn sẽ là đòn phản công. Đây là vị trí của Hưng Lê. Anh vẫn đang cho thấy được khả năng phòng ngự khá chắc chắn của mình trong hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía I3. Một tình huống phát bóng dài lên phía trên nữa, không vào. Người vừa có nỗ lực đánh đầu đó lại tiếp tục là cầu thủ mang áo số 4 đó là Bia Thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại pha phát bóng này của các cầu thủ bên phía I3 FC. Bóng vẫn đang khá nhịp nhàng bởi các cầu thủ bên phía KFC. Như vậy thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía KFC. Một tình huống bóng quá bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại pha bóng này để xác định xem cầu thủ nào đã ghi bàn trong tình huống bóng vừa rồi. Như vậy thì bàn thắng đã được ghi do công của cầu thủ mang áo số 27 đó là Khuyên. Những pha phản công tiếp theo sẽ dành cho các cầu thủ bên phía I3 FC. Những đường chuyền rất hợp lý, khoảng trống nó mở ra, không vào. Vẫn chưa có được bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía I3 FC. Hơn 1/2 thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua. Và lợi thế đang nghiêng về các cầu thủ bên phía KFC khi mà tỷ số của trận đấu lúc này đây đang là 3-1 rồi. Và các bóng tốt của cầu thủ mang áo số 7 đó là Huy Huyền, pha phản công vào. Vừa rồi bàn thắng có vẻ là được ghi do công của cầu thủ mang áo số 7 đó là vị trí của Huy Huyền. Một tình huống phát bóng mạnh lên phía trên nữa có cầu thủ mang áo số 28. Xin lỗi các bạn, đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 82. Đó là vị trí của Nghĩa A. Lợi thế lúc này thì vẫn đang thuộc về các cầu thủ bên phía KFC. Đường chuyền đảo biên hướng đến vị trí của cầu thủ không có số áo, thêm một cú dứt điểm nữa. Lúc này đây thì đây sẽ là pha phản công dành cho các cầu thủ bên phía KFC. Nỗ lực tung ra cú dứt điểm. Lần này thì bóng lại đi sát sạc sang ngang rồi, không khiến cho họ nhận thêm một bàn thua nào. Và đây sẽ là pha phản công dành cho các cầu thủ bên phía I3 FC. Đây là vị trí của ba đấu hai, nỗ lực tung ra cú dứt điểm nữa, vẫn không vào. Vừa rồi đã có được những tình huống xử lý bóng tốt của cầu thủ mang số 18 đó là Khánh.
Và đây sẽ là pha phản công dành cho các cầu thủ bên phía KFC. Vào! Người vừa có bàn thắng đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 8, đó là Nguyễn Huy. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại những đường chuyền ban bật này hợp lý của các cầu thủ bên phía KFC. Đường chuyền đã bị vây đáp rất chanh bởi các cầu thủ bên phía KFC. Bóng vẫn được trong cùng. Đường chuyền của cầu thủ mang áo số 8 không vào. Bóng lúc này vẫn còn. Tuy nhiên mặc dù vậy thì điểm chạm cuối cùng của đồng đội bên phía các cầu thủ áo vàng lại không hướng bóng đi vào vị trí của khung thành. Nỗ lực tung ra cú dứt điểm nữa. Vào! Một siêu phẩm được ghi do công của cầu thủ mang áo số 9, đó là Thắng Bi. Rất nhanh thôi thì các cầu thủ bên phía U3FC họ đã có được cho mình bàn thắng rút ngắn tỷ số. Những tình huống xử lý bóng tốt, đây sẽ là pha phản công dành cho các cầu thủ U3FC được trọng quyền khá hay. Thêm một cú dứt điểm nữa. Như vậy thì đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía U3FC. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại pha phản công này dành cho các cầu thủ bên phía U3FC. Những đòn phản công tiếp theo sẽ dành cho các cầu thủ bên phía KFC. Họ cần phải nỗ lực hơn trong những đường chắc chiêu của mình. Như vậy thì đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía KFC. Chụp một bóng của thủ thành bên phía các cầu thủ U3. Và bàn thắng đã mở ra tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía KFC. Vẫn chưa vượt qua được hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía KFC. Một tình huống móc bóng của cầu thủ mang áo số 5 Hưng Lê. Đây sẽ là khoảng trống dành cho cầu thủ mang áo số 5. Đường chuyền dành cho Nghĩa. Thêm một cú dứt điểm nữa và không vào. Bóng lúc này sẽ thuộc quyền kiểm soát dành cho các cầu thủ bên phía U3FC. Kịp không đây? Đã có tình huống lùi về hỗ trợ kịp thời của Nghĩa Hoàng. Nỗ lực tung ra cú dứt điểm đó là cầu thủ mang áo số 99. Cú dứt điểm hơi nhẹ rồi, không có gì khó khăn. Đây sẽ là pha cướp bóng và sức điểm của cầu thủ mang áo số 8 không vào. Một tình huống phát bóng dài lên phía trên, bóng hướng đến vị trí của Thanh IT không vào. Đường chuyền vẫn bị cắt bởi các cầu thủ bên phía KFC. Nỗ lực tung ra cho cú dứt điểm nữa vẫn không vào. Hai cú dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ bên phía KFC. Đây là vị trí của Phú Lê. Và giữ bóng không tốt của Phú Lê, tung ra cú dứt điểm nữa vẫn không vào. Đây là Thắng Bê. Nỗ lực tung ra cú dứt điểm nữa của Thắng Bê. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi quả đá phạt này. Một cú đá phạt vào. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi khép lại trận đấu. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại bàn thắng trước đó của cầu thủ mang áo số 5.